Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Chủ đề chính của chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư hôm nay sẽ là: ngành cơ khí của Bà Rịa Vũng Tàu có tiềm năng phát triển lớn mạnh, đặc biệt là nguồn lợi về dịch vụ dầu khí. Các doanh nghiệp cơ khí đầu tư máy móc thiết bị mới, đầu tư nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn. Tuy nhiên, ngành cơ khí của Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn khá non trẻ so với đòi hỏi của thương trường. Sau đây là chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục điểm sáng. Thưa quý vị, ngành cơ khí chế tạo của Bà Rịa Vũng Tàu đang phát triển trong những năm gần đây. Từ sản xuất thủ công đã có sự đầu tư lớn vào máy móc thiết bị và nhân lực để nâng tầm sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 100 dự án nhà máy cơ khí đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực: cơ khí hàng hải, cơ khí dầu khí, cơ khí tàu thuyền, cơ khí chế tạo, cơ khí kết cấu thép, cơ khí gia công sửa chữa, luyện cán thép. Tập trung chủ yếu ở thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực cơ khí khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Với lợi thế ngành công nghiệp phát triển, ngành cơ khí tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng luôn có những bước tiến mạnh và giữ vị thế trong hoạt động kinh tế. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay, nhờ duy trì những dự án lớn của khách hàng trong và ngoài nước, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cơ khí vẫn hoạt động hiệu quả. Trong hai cái năm gần đây thì được một cái lĩnh vực mà trong cái thị trường dầu khí thì trong nước cũng có thủy giảm. Tuy nhiên là đơn vị chúng tôi lại có một cái rất tốt là tôi đưa được khoảng hơn 700-800 người làm việc ở Qatar. Mà hiện tại bây giờ cái thị trường ở Trung Đông đang một cái thị trường mà rất là lớn đối với chúng tôi. Ông PTC đang tạo được một cái uy tín rất là tốt đối với thị trường Trung Đông. Nên cái doanh thu của chúng tôi trong những năm vừa rồi là cái doanh thu mà tỷ trọng lấy tiền từ các cái dự án nước ngoài về rất là nhiều. Cái năm trước thì chúng tôi có những dự án ở Thái Lan. Với năm nay thì hiện tại nó có dự án ở Qatar, dự án ở Myanmar. Mà những cái dự án ở nước ngoài thì nó cũng càng ngày thì mình cũng có tạo được những uy tín, nên là cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh là hiện tại mặc dù là trong nước thì nó có vì do những cái năm vừa rồi thì cũng do ảnh hưởng của giá dầu và một số cái, nên là một cái sự phát triển của các cái mỏ là cũng có cái gió là cũng dừng hoặc là giảm, nên là cái việc mà chúng tôi ra nước ngoài để tìm kiếm được những công việc làm mới, những thị trường mới cũng giúp ích rất nhiều cho công ty. Thưa quý vị, ngành cơ khí phục vụ cho dầu khí là một lĩnh vực được nhiều doanh nghiệp cơ khí theo đuổi. Đây là một lĩnh vực tiềm năng nhưng không phải dễ dàng với bất cứ doanh nghiệp nào. Bởi lẽ sự đòi hỏi của ngành chủ lực của quốc gia rất khắt khe cả về công nghệ, nhân lực lẫn sức mạnh của doanh nghiệp. Dựa vào tiềm năng dầu khí, ngành cơ khí phục vụ cho dầu khí phát triển mạnh. Sản phẩm cơ khí của lĩnh vực này khá đa dạng: thiết kế, chế tạo các giàn khoan dầu khí, sửa chữa giàn khoan, xây lắp, bảo trì, sửa chữa các công trình công nghiệp và công trình biển, các công trình dầu khí, sửa chữa các thiết bị động lực dầu khí, sửa chữa các phương tiện nổi, sản xuất ống, tấm sàn, sản xuất các kết cấu thép, sản phẩm thép và nhiều sản phẩm dịch vụ dầu khí khác. Tỷ trọng các doanh nghiệp trong ngành cơ khí có dịch vụ liên quan đến ngành dầu khí chiếm hơn 50%. Với các doanh nghiệp này, giữ uy tín trở thành vấn đề sống còn vì yêu cầu an toàn và chất lượng ở mức cao. Đặc biệt, nguồn nhân lực và nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành dầu khí luôn phải ở điểm chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của bản thân các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ dầu khí, thì dịch vụ và các sản phẩm cơ khí của Bà Rịa Vũng Tàu hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Dầu khí được coi là một sân chơi lớn với những dự án mang tầm quốc tế, nhưng doanh nghiệp địa phương lại chỉ dư những tế bào nhỏ, yếu cả về công nghệ, nhân lực và sản phẩm. Ngành công nghiệp cơ khí và dịch vụ kỹ thuật cho dầu khí thì bắt đầu từ rất sớm, và đến hiện nay thì cái công nghiệp cơ khí chưa phát triển đến như mong muốn của lãnh đạo và cũng như các cái doanh nghiệp mong muốn. Đặc biệt là cái ngành cơ để đầu tư cho cơ khí ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, và nhiều doanh nghiệp làm cơ khí nhưng mà cái tính chất là
hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà chưa có cái sự đồng bộ và đoàn kết kết cấu với nhau. Nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành dầu khí là một nhược điểm của doanh nghiệp địa phương khi đa phần phải nhập khẩu, khó có thể tìm kiếm trong nước. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp phải nhập khẩu và chịu chi phí cao hơn. Nhiều lợi thế dự án dầu khí ngay trong sân nhà nhưng không thể tận dụng được vì không chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào. Đối với nguồn nguyên vật liệu thì hiện nay đơn vị là một đơn vị gia công. Các nguồn nguyên liệu chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài. Cái phần về cáp thép và thiết bị nâng hạ của chúng tôi thì chủ yếu là nhập từ Ấn Độ, từ Hàn Quốc, từ Hà Lan. Thì đó cũng là một cái trở ngại. Thì công ty cũng cố gắng là giữ được cái giá để mà đưa ra được cái giá cạnh tranh để giữ khách hàng. Thì phải giảm cái biên lợi nhuận xuống một chút. Thưa quý vị, làm thế nào để tận dụng được một thị trường lớn là ngành dầu khí để đẩy mạnh sự phát triển của ngành cơ khí địa phương là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp ngành cơ khí và cả của chính quyền tỉnh. Với những điểm yếu mà chính bản thân các doanh nghiệp ngành cơ khí cũng nhìn thấy, thì việc các doanh nghiệp cơ khí nói riêng, các doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động dầu khí nói chung vẫn chưa tận dụng hết được lợi thế của ngành dầu khí là hậu quả tất yếu. Có những dự án của ngành dầu khí triển khai ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng doanh nghiệp địa phương không chen chân được. Ngành cơ khí ở Bà Rịa Vũng Tàu mới phát triển và còn non trẻ, sản phẩm còn ít so với nhu cầu của các ngành công nghiệp khác, còn hạn chế về khả năng tài chính cũng như nguồn nhân lực. Một số doanh nghiệp mong muốn có sự chia sẻ trong những doanh nghiệp cùng một ngành nghề. Thay vì cạnh tranh nhau trong cùng lĩnh vực thì hỗ trợ nhau, liên kết tạo thành những liên danh có thế mạnh vượt trội để thắng thầu khi tham gia những dự án lớn. Chúng tôi muốn có được một cái môi trường, một sự gắn kết và chúng ta sẽ liên kết lẫn nhau trong cái tổ chức thượng hiệp hội đấy để phát triển theo những cái chuỗi dịch vụ và những công ty thế mạnh trong cùng một cái mảng lĩnh vực, chúng ta kết nối với nhau để giảm đi cái tính gọi là cạnh tranh và đặc biệt là cạnh tranh không công bằng ở trên cái thương trường, để cùng trao đổi, cùng chia sẻ những cái thế mạnh của từng đơn vị. Ví dụ như là kết cấu thép, nhưng mà cũng có rất nhiều cái đơn vị làm kết cấu thép khác nhau, chứ không phải là công ty nào cũng làm giống những công ty nào cả. Thì trong những cái lĩnh vực như thế thì chúng ta cần có một cái phần nó sâu hơn, nó chuyên môn hơn, chuyên sâu hơn, để chúng ta có được cái sự gắn kết, ít nhất là chúng ta biết nhau và cùng tham gia một dự án nào đó thì chúng ta đã biết nhau rồi, thì chúng ta có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia, cùng chiến đấu cho cái job đấy trên tinh thần là win-win. Một vấn đề khác là sự liên kết giữa doanh nghiệp cơ khí địa phương với ngành dầu khí chưa cao. Bên cạnh năng lực thì sự kết nối cũng là yếu tố quan trọng. Mới đây, tại cuộc họp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Ban Thường trực Hiệp hội đã đặt ra vấn đề hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp dịch vụ địa phương tiếp cận gần hơn với ngành dầu khí. Nếu có những cái hỗ trợ mà gọi là kết nối, tiếp xúc với lãnh đạo của tập đoàn dầu khí hoặc là gần nhất đây ở bên trong địa bàn chúng ta đây là Liên doanh Dầu khí Việt Xô, để có những cái gọi là đề nghị cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp tỉnh nhà tham gia các cái gọi là gói thầu hoặc là những cái dự án trong ngành dầu khí, thì chắc chắn là tạo thêm công ăn việc làm, rồi hỗ trợ thêm doanh nghiệp chúng ta, địa phương chúng ta, cũng như sẽ tăng thêm được cái nguồn thu ngân sách cho tỉnh khi mà doanh nghiệp địa phương hoạt động tốt. Ngành cơ khí Bà Rịa Vũng Tàu đã có những đóng góp đáng kể cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Đặc biệt, Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự dịch chuyển cơ bản và tích cực từ công nghiệp khai thác thô dần sang công nghiệp chế biến, mà ngành cơ khí đã đóng vai trò quan trọng vào sự dịch chuyển này. Vấn đề trước tiên, bản thân các doanh nghiệp cũng cần sự đầu tư để lớn mạnh, và nhiều doanh nghiệp chấp nhận đầu tư máy móc thiết bị với chi phí cao để sản xuất những sản phẩm cơ khí có chất lượng vượt trội, đáp ứng yêu cầu của đối tác khách hàng. Một nhà máy cơ khí như thế này khiến chủ doanh nghiệp phải đầu tư nhiều tỷ đồng. Máy móc trong ngành cơ khí được coi là loại đầu tư tốn kém nhất trong các ngành sản xuất. Thế nhưng, doanh nghiệp buộc phải đầu tư nếu không muốn mất khách hàng,
vì chỉ có những loại máy móc công nghệ cao mới có thể hoàn thành những chi tiết máy phức tạp. Thời của thủ công đã qua và máy móc phải làm thay sức người. Chủ doanh nghiệp cho biết vì đam mê, ông đã bỏ qua rất nhiều cơ hội kinh doanh khác, kể cả thời bất động sản cực thịnh, để đầu tư máy móc cho nhà máy. Gặp thời điểm khó khăn của nền kinh tế, ông vẫn không nản chí khi số lượng dự án giảm xuống. Cái việc đầu tư móc thiết bị thì nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mình không có cái đầy đủ công nghệ thì nói chung cái sản phẩm mình nói chung là người ta không giao việc cho mình làm. Đấy thì nên là từ đó thì nói chung là công ty nói chung là cũng đầu tư để nhằm mục đích là để đáp ứng đầy đủ cho cái gọi tiêu chí khách hàng. Ví dụ như là nếu như mà mình làm sản xuất ra cái sản phẩm cơ khí mà mình không có cái hệ thống phun bi tự động hoặc không có hệ thống bắn bi để làm sạch thì nói chung là người ta không có tin tưởng cái chất lượng của mình sau khi nói chung là sản phẩm nói chung là hoàn thiện. Bên cạnh máy móc thiết bị thì nguồn nhân lực mới cũng là điều đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp ngành cơ khí. Trước đây nói đến cơ khí, người ta thường gắn với sự lành nghề của công dân. Hiện nay, sự lành nghề không còn ở đôi tay khéo léo mà còn là việc điều khiển máy móc thiết bị, am hiểu về công nghệ. Để phục vụ cho một ngành đòi hỏi cao như dầu khí, các doanh nghiệp ngày càng phải chú ý hơn đến vấn đề này. Thì đối với SB Solution thì có những người, có những chuyên gia kỹ thuật cao của từ Singapore hợp tác với chúng tôi để làm các cái dự án mà chúng tôi đã định hướng là sẽ triển khai ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi từng bước đã đầu tư và thỏa mãn cho khách hàng về công nghệ thì từ máy móc đến con người. Thưa quý vị, trong quy hoạch phát triển kinh tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành cơ khí chế tạo sẽ là ngành được ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ của chính quyền để ngành cơ khí liên kết lại thành một tổ hợp lớn mạnh, đủ điều kiện tham gia những dự án lớn, đặc biệt là tận dụng thế mạnh của ngành dầu khí. Chuyên mục đồng hành cùng nhà đầu tư tuần này xin được phép kết thúc tại đây. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tuần sau.